đấy, 2 tuổi, quá. 2 tuổi đẻ tháng Quay 6. nhau Chào bạn nha. Khom lưng nào, dùng hai cái ngón bàn tay của mình nhấn hai đầu gối xuống sàn, khom lưng về phía trước nào. Giữ ở đây một chút đi. 5, 4, 3, 2, 1. Từ từ thả lỏng chân ra. À, hôm nay là bạn Yến là trong khóa huấn luyện viên của cô Dung sẽ mà thực tập, cho nên là sẽ Nay mình xin thực là tập một buổi với các bạn nha. hẹn gì em nghe tiếng lạ. Tiếng lạ. Lạ quá. Mời cả lớp xếp chân luyện thở, ngồi với tư thế hoa sen hoặc là nửa bán hoa sen nào. Xếp chân lên, nghiêng mông phải trái cho xương ngồi chạm sàn. Thả lỏng đầu Cô cổ, thả Dung lỏng vai tắt tiếng xuống. với bạn Tiên với bạn Vân để cho mà đừng có bị ồn nha. Cô tắt tiếng nha. Đặt hai tay thả lỏng trên đầu gối, mắt khép, thả lỏng đầu cổ, thả lỏng vầng trán, thả lỏng hơi thở của mình, tâm trí của mình. Hít thật sâu vào, thở thật chậm ra. Hít sâu, thở hết hơi ra. Hít sâu, thả lỏng bụng, thở ra, hóp xô bụng lại. Tập trung tâm trí hai bên cánh mũi của mình. Hít sâu vào, thở ra, cảm nhận hơi thở đi ra đi vào. Hít sâu bụng, thả lỏng ra, thở ra, hóp sâu bụng lại ở đây. Hít vào, thở hết hơi ra. Hít thêm vài hơi thở nữa đi nào. Hít sâu vào, thở ra, tống hết khí cặn ra bên ngoài. Thả lỏng tâm trí. Tâm trí chỉ tập trung vào hơi thở đi ra đi vào. Thêm 3 hơi thở nữa nào. Thì hít vào thật chậm, thở ra, sao cho tôi hơi thở ra dài gấp đôi hơi hít vào. Hít sâu vào, thở hết hơi xa. Rồi các bạn vươn hạ cho nóng lòng bàn tay lên nào. Từ từ nhẹ nhàng đặt lên mắt, cảm nhận hơi ấm từ hai lòng bàn tay. Xoa hai lòng bàn tay vào nhau, xoa thật nóng lên. Từ từ đặt lên mắt, khom tay lại, mở mắt ra, chớp chớp mắt nào, cảm nhận hơi mát xa con mắt của mình. Tôi từ từ đưa tay ra, mắt nhìn theo tay, mở gấp hạ hai bàn tay xuống thả. Hít sâu vào, vươn hai tay lên cao, vươn người lên, dưới ngực mình lên, móc mình theo tay. Từ từ hạ tay xuống, đưa cằm về ngực, hóp sâu bụng lại. Lần hai lên, hít sâu vào, hạ xuống, thở ra, hóp sâu bụng lại. Lần ba lên, sâu xuống, thở ra, siết nhẹ cái bụng của mình lại. Bốn lên, hít sâu xuống, thở, đưa cằm lên,
Space, giữ ở đây, 5, 4, 3, 2, 1, từ hạ tay xuống, ở hết hơi sao. Đưa đầu về giữa nào. Mời cả lớp tập cổ nha. Hít sâu vào, ngửa cổ ra sau. Tật bên thái dương của tay phải, kéo căng cổ bên phải ra. Kéo căng, cảm nhận hơi thở cổ ở đây. Từ từ hạ tay xuống, đổi bên nào. Kéo căng cổ bên phải ra. Hạ xuống, hít sâu vào. Đưa cầm về cổ nào. Xoay tròn cổ đi, hít sâu vào lên nào. Xoay theo chiều kim đồng hồ. Xoay xuống, thở ra. Lên, hít sâu. Xuống, thở ra. Quay thật chậm. Cảm nhận từng đốt sống cổ của mình. Lần cuối nào, lên hít sâu vào, xuống thở hết hơi ra. Mình đổi ngược chiều nha, từ trái lên nào, hít sâu, thở chậm ra, đưa cằm về cổ. Ba, lên hít sâu. Mắt mình nhìn theo đường tròn nha. Tập luôn cho đôi mắt linh hoạt. Lần cuối nào. Hít sâu vào, lên. Thở ra, xoay ngược lại. Đưa cằm về giữa. Mời cả lớp tập tay. Đưa hai tay ra. Vươn hai ra trước mặt nào. Hai lưng bàn tay vào nhau, đặt tay phải qua bên tay trái, đan bàn tay vào nhau nào. Hít sâu vào, kéo vào, thở ra, trả về, hít sâu, kéo lên ngang mặt nào, thở hết hơi ra, trả về, hít sâu vào. Vươn tay qua đầu nào, cố gắng khép hai cái khuỷu tay vào nhau, thở hết hơi ra ở đây, giữ ở đây, cảm nhận cổ tay được căng ra. Từ từ hạ xuống, trả về, thả lỏng tay, đổi tay, đưa tay trái qua, nắm lên ngón lấy bàn tay phải nào, hít sâu vào, kéo vào, trả về, thở ra, kéo ngang tay lên mặt nào, hít sâu, từ từ trả về, thở ra, hít sâu vào, đưa hai tay qua đầu nào, trả về, thở hết hơi ra, thả lỏng tay. Mời cả lớp đưa hai tay, xoay cái vai ra sau, đưa hai tay ra, nắm tay nhau ở đằng sau lưng nào. Vươn ngực lên, hít sâu vào, trườn người tới, đẩy tay lên cao, thở hết hơi ra, chán chạm sàn, hông không được bênh lên. Lên hít sâu vào, từ từ trườn xuống, thở ra, chì tay xuống, lên hít sâu, trườn người tới, thở ra, đẩy tay lên cao, lên cúi, lên hít sâu vào,
Truyền người tới, thở hết hơi ra, đánh hơi lên giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Từ từ trả về, hít sâu vào. Thả lỏng tay, thả lỏng chân ra. Rung lắc chân, thả lỏng. Từ từ đổi chân, ngồi về tư thế bán hoa sen, đổi chân. Chúng ta tập vặn xoắn nào. Mày cả lớp đưa tay phải ra sau, tay trái nắm lấy bàn tay phải úp vào eo bên trái nào, tay trái đặt lên đùi gối hoặc đùi bên phải nào. Hít sâu vào, thẳng lưng lên, hít sâu vào. Xoay người ra sau, thở hết hơi ra ở đây, mắt nhìn trở vào, hóp sâu bụng lại. Trả về, hít sâu vào, xoay thở ra. Trả về, hít sâu, xoay thở, hóp sâu bụng lại. Lần cuối trả về, hít sâu vào nào. Xoay thở ra sau, xoay thêm đi nào. Hóp sâu bụng lại, giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Thong thả trở về. Mời cả lớp đổi bên, đưa tay trái ra sau. Tay phải nắm lấy bàn tay trái úp vào eo bên phải. Tay phải đặt lên gối trái nào. Thẳng lưng lên. Hít sâu vào. Xoay người ra sau, thở hết hơi ra. Mắt nhìn theo vai. Trở về, hít sâu vào. Xoay thở. Lần ba trở về, hít sâu. Xoay thở ra. Trở về, hít sâu vào. Lần cuối nào. Xoay thở, hóp sâu bụng lại. Xoay thêm vai ra sau, giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Thong thả trả về. Lỏng chân này. Mời cả lớp ngồi lùi ra sau phía bên trái của thảm nào. Ngồi lên với tư thế kim cương. Mông ngồi lên hai gót chân, hai ngón chân cái chạm nhau. Tập tư thế bò mèo. Đo cánh tay xuống sàn, đầu gối và khuỷu tay chạm sàn. Mình đo lên thêm một bàn tay nữa nào. Tay chân là bốn góc vuông, từ vai xuống cổ tay là phải thẳng hàng nha. Mời mọi người thở hết hơi ra, hóp sâu bụng lại, đẩy xương cụt xuống. Mắt nhìn về rốn nào. Hít sâu lên, trùng lưng ưỡn ngực, tay sa vai ra. Thở ra, cong lưng lên, giấu đầu về tay, hóp sâu bụng lại. Lên, hít sâu, trùng lưng ưỡn ngực ra. Con bò đây. Thở ra về tư thế con mèo, hóp sâu bụng lại. Giấu đầu về tay, cong lưng lên. Lần ba hít sâu vào, vươn cằm lên, hóp sâu bụng lại, cong lưng lên, thở hết hơi ra. Lần cuối lên, hít sâu vào, trùng lưng ưỡn ngực, tay xa vai ra. Thở hết hơi ra, cong lưng lên, hóp sâu bụng lại nào. Từ từ cả lớp miết tay xuống sàn, trượt tay về trước về tư thế rắn hổ mang, chiết mông đổi bụng vào, đưa cằm về trước, mắt nhìn chóp mũi, thở hết hơi ra. Hít sâu vào, thở ra, đẩy người về. Em bé thở ra, thả lỏng ở đây. Hít sâu vào, trườn lên rắn hổ mang, siết mông đùi bụng vào, bảo vệ thắt lưng.
Hở ra về em bé hấp sâu bụng lại, lên hết sâu vào trườn lên, tai xa vai ra, tập trung tâm trí vào vai trên vai giữa, thở ra hấp sâu bụng lại nào. Em bé ở đây, lần cuối trườn lên nào, hít sâu vào, siết mông đùi bụng vào, giữ ở đây một chút, cảm nhận cơ thể được cong lên, thở ra để em bé thả lỏng. Hít sâu thở đều, lỏng cơ thể. Hít vào, thở hết hơi ra. Từ từ quặn từng đốt sống lên, ngồi dậy nào. Quặn lên, đầu lên sau cùng. Ngồi về tư thế kim cương. Mời cả lớp đứng lên, về đầu thẳng. Cách đầu thẳng một bước chân. Chắp hai tay trước ngực, hít sâu vào. Thở ra. Hít sâu vào, vươn hai tay lên cao. Đan hai ngón tay cái vào với nhau. Siết mông đùi bụng vào nhà. Thở ra, ngả ra sau cây lau. Lên, hít sâu vào. Trườn người tới, gập người về tư thế con cò, thả lỏng đầu cổ ở đây. Hít thở đều. Đặt hai tay cạnh hai chân nào. Hít sâu vào. Chùng gối xuống. Đưa dài chân phải ra sau, hạ gối phải xuống, mắt nhìn về trước. Nâng gối lên, hít sâu vào, đưa chân trái về. Chân phải đẩy người lên tư thế plank ở đây, tư thế tấm bắn. Hạ gối, hạ ngực, hạ cằm. Thở hết hơi ra, con cá sấu ở đây. Hít sâu vào, trườn người lên, rắn hổ mang, xếp mông đùi bụng vào. Thở ra, chỉ hai ngón chân xuống, đẩy người lên tư thế chó úp mặt, hóp sâu bụng lại. Thả lỏng vai ở đây, đầu cổ ở đây. Mắt nhìn về hai ngón chân cái. Hít sâu vào, đẩy người lên, đưa chân phải về giữa hai tay nào. Hạ gối trái xuống, mắt nhìn phía trước nào. Thở hết hơi ra. Hít sâu vào, nâng gối chân trái lên. Rút chân trái về cạnh chân phải. Thở ra con cọ ở đây. Từ từ. Đưa hai tay ngang đầu. Hít sâu vào, vươn hai tay lên cao. Đan hai ngón tay cái vào nhau. Siết mông đùi bụng. Ngả sau, thở ra. Lên, hít sâu vào. Trườn người tới, gặp người con cò, thả lỏng đầu cổ ở đây. Hít thở đều. Đặt hai tay cạnh hai chân nào. Chùng gối xuống. Đưa dài chân trái ra sau. Hạ gối xuống. Mắt nhìn phía trước. Hít thở đều ở đây. Hít sâu vào, nâng chân trái lên. Rút chân trái về cạnh chân phải nào. Về tư thế tấm ván. Siết mông đùi bụng vào, siết bụng lại. Từ từ hạ gối xuống, hạ ngực, hạ cằm, tư thế con cá sấu. Thở hết hơi ra, trườn người lên, hít sâu vào, tư thế rắn hổ mang, tai xa vai, siết mông đùi bụng vào. Thở ra, ký hai ngón chân xuống, đẩy người về chỗ mặt. Thở hết hơi ra, mắt nhìn theo hai ngón chân cái. Thả lỏng vai, ép vai xuống thẳng. Hít sâu vào, đẩy người lên nào. Bước chân trái về giữa hai tay. Hạ gối phải xuống. Thở đều ở đây. Từ từ nâng chân phải lên. Đưa chân phải về cạnh chân trái. Thả lỏng đầu cổ. Về tư thế con cò.
Đưa hai tay qua đầu, vươn tay lên, hít sâu vào. Ngả ra sau, cây lau thở ra. Lên hít sâu vào, vươn người về trước, gập vào người về tư thế con cò ở đây. Đầu cổ, hít sâu vào, đưa chân phải ra sau, vươn hai tay lên, vươn hai tay lên cao, ngả ra sau, thở ra, lên hít sâu vào, đặt hai tay xuống thảm nào, rút chân trái về cạnh chân phải, hít, siết bụng lại đây. Nào, nghiêng người qua bên phải, đưa tay trái lên, đẩy hông lên, tư thế tấm ván nghiêng ở đây, đẩy người lên một chút để hai tay song song với nhau, từ từ hạ tay phải xuống, hạ gối ngực cằm, thở hết hơi ra tư thế con cá sấu nào. Hít sâu vào, trườn người lên tư thế rắn hổ mang. Tí hai mỗi chân thở hết hơi ra chó cũng ở đây. Đá chân phải lên cao nào. Đá chân phải lên cao, hít sâu vào. Đẩy người tới, đưa chân phải về giữa hai tay. Vươn người lên nào. Ngả sau thở hơi ra. Lên hít sâu vào. Hạ hai tay xuống thảm nào. Chân trái về cạnh chân phải, thả lỏng đầu cổ con cò ở đây. Từ từ đưa hai tay qua đầu, hít sâu vào, vươn người lên, ngả ra sau, thở ra, lên hít sâu vào, trườn người về phía trước nào, gặp người tư thế con cò. Hai tay đặt cạnh chân. Đưa chân trái ra sau. Hít sâu vào. Vươn người lên. Ngả sau thở ra. Lên hít sâu vào. Đặt hai tay xuống thẳng. Rút chân phải về cạnh chân trái. Hít sâu bụng lại. Mông ngồi bụng. Đưa về thẳng. Tập bán ở đây. Nghiêng người qua trái, đưa tay phải lên, đẩy hông lên, từ từ hạ tay xuống, hạ gối ngực cằm, hết hơi ra tư thế con cá sấu nào, trườn người lên, hít sâu vào, ký hai mũi chân, đẩy người lên, chó úp mặt ở đây, thả lỏng vai ra. Nhấn vai xuống sàn. Hít sâu vào. Đá chân phải trái lên. Nào. Không được bênh hông lên. Mũi chân hướng xuống sàn. Đẩy người lên. Đưa chân trái về giữa hai tay. Vươn người lên. Hít sâu vào. Ngả người ra sau. Thở hết hơi ra. Lên. Hít sâu. Hạ hai tay xuống sàn nào. Rút chân phải về cạnh chân trái, thả lỏng đầu cổ ở đây. Vươn hai tay qua đầu. Vươn lên, hít sâu vào. Đan hai tay, hai ngón cái vào với nhau. Ngả sau, thở ra. Lên, hít sâu vào nào. Từ từ trườn người về phía trước. Con cò thả lỏng đầu cổ ở đây. Dùng búi nào, bật dùng hai lực của hai bàn tay áp xuống sàn nào, xích bụng lại, đẩy bật người ra sau về tư thế tấm ván thấp, hạ gối ngực cằm, thở hết hơi ra, trườn người lên, hít sâu vào tư thế rắn hổ mang. Đẩy người ra sau, tư thế chó ốm mặt.
Thở hết hơi ra ở đây. Nào mình đá chân phải lên nào. Hít sâu vào đá lên. Căng chân cơ cơn kheo chân trái ra. Gập gối vào nào. Gập gối chân phải vào nào. Từ từ hạ gối chân phải sang một bên. Nhón gót chân lên. Ngửa người ra sau. Ngả ra sau. Tư thế hoang dã ở đây nào. Hít sâu vào, đưa người về, chó, thở hết hơi ra. Từ từ đẩy người lên, tự đưa chân, đẩy người lên tư thế tấm ván này. Hít sâu vào, hạ cuối ngực cằm xuống, nghỉ ở đây, tư thế cá sấu nào. Chuyển người lên tư thế rắn hổ mang. Hít sâu vào. Ký hai mũi chân đẩy về chó. Thở hết hơi ra. Nào, co nhẹ gối vào. Bụng áp về ngực nào. Dùng lực của tay nào. Từ từ nhảy lẹ về giữa hai tay. Vươn tay lên về tư thế cái ghế nào. Cụp xương cụp xuống. Giữ chức các đôi chân nào. Hít sâu vào. Nâng người lên. Ngả sau. Thở ra. Xếp mông đùi bụng vào. Lên hít sâu vào, trườn người tới nào, về tư thế con cò ở đây, áp bụng vào đùi, hạ mông xuống nào, dùng lực của tay đẩy về, nhảy về sau nào, tư thế tấm ván thấp luôn, siết bụng lại, từ từ hạ gối ngực cằm xuống, trườn lên, tư thế rắn hổ mang nào. Ký hai mũi chân xuống đẩy người lên nào. Thở hết hơi ra. Đá chân trái lên, úp hông xuống nha. Căng cơ gân kheo bên phải. Gập gối chân trái lại. Đẩy cao gối lên. Từ từ hạ gối sang bên trái. Vươn tay lên, nhón gót chân trái lên, căng chân phải. Tư thế hoang dã ở đây. Hạ tay đưa chân về tư thế tấm ván nào, hạ gối ngực cằm xuống, cả đều ở đây, trườn người lên tư thế rắn hổ mang nào, siết mông đùi bụng vào, ký hai mũi chân đẩy người về sau, thở hết hơi ra co sầu bụng lại, thả lỏng vai ở đây. Nào, co hai chân lên, áp bụng về, đùi về, để bụng nào, bật lệ lên, vươn tay lên tư thế cái ghế nào, đẩy xương cụt xuống, đẩy mông ra sau, hít sâu vào lên nào, ngả ra sau, lên hít sâu vào, từ từ hạ hai tay trước ngực, thở hết hơi ra. Hít thở đều ở đây. Hít thở. Thả lỏng nào. Điều hòa hơi thở. Từ từ mời cả lớp ngồi xuống. Hít thở đều. Mình tập bụng một chút nha. Đưa hai tay ra trước, hai đầu gối dựng lên. Nào, đưa hai tay ra trước, đan vào nhau nào. Hít sâu vào, ngả từ từ cuộn từng đốt sống lưng xuống, không chạm sàn nha. Thở ra, siết bụng lại. Lên, hít sâu vào. Từ từ xuống, thở ra. Siết bụng lại. Lên, hít sâu. Xuống thở ra, siết lại giữa vào đây một chút, rồi lên hít sâu vào, xuống thở ra, siết bụng lại, nằm lên hít sâu vào,
đẩy người lên, từ từ cuộn lưng xuống, thở ra, sáu lên, hít sâu vào, xuống, thở ra, bảy lên, hít sâu, xuống, thở ra, bụng lại, tám lên, hít sâu nào, từ từ xuống, thở ra, bụng lại ở đây, chín lên, xuống, thở nào, lần cuối nha, lên, hít sâu vào, từ từ hạ về sau, thở ra, giữ ở đây nào, năm, xếp bụng lại, bốn, ba, hai, một, từ từ hít sâu vào, lên, hạ tay, hít thở đều, từ từ cuộn từng đốt sống lưng xuống, nằm xuống, nằm, hít thở ở đây. Đi về tư thế cây cầu, úp hai lòng bàn tay xuống, co hai gối lên, ngón chân, ngón tay giữa chạm hai gót chân nào, hít sâu vào, căng bụng lên, nhấn lưng phải xuống sàn nào, nào từ từ thở hết hơi ra, xích sâu bụng lại, cuộn từng đốt sống lưng lên, đẩy mông lên, siết mông đùi bụng vào, thả lỏng vai đầu cổ ra, từ từ hạ từng đốt sống lưng xuống, hít sâu lên, thở ra, siết chặt mông lại nào, xuống, hít sâu vào, hạ từng đốt sống lưng xuống, lên, cuộn từng đốt sống lưng, thở ra, đưa cằm về thượng nhà, hít sâu vào, bốn nào, lên, thở nào, xích bụng lại, xích vòng lại, xuống, lên, xuống, hít sâu vào, lên, thở ra nào, bảy, xuống, hít sâu vào, lên, thở nào, xuống, hít sâu vào, lên, giữ ở đây, xếp mông lại, mông lại, năm, bốn, ba, hai, một, từ từ trả lưng về, hạ mông xuống, thở hết hơi ra, duỗi chân ra, thả lỏng ở đây. Mời cả lớp nghiêng mông ra, trái phải lên, đưa tay về phía dưới mông nào, nhìn về tư thế con cá nào, dùng lực của hai khuỷu tay nào, đẩy người lên, đẩy lưng lên, nâng đầu lên, hạ đỉnh đầu xuống, duỗi thẳng chân ra, thả lỏng đầu của cổ ở đây, hít thở đều. Hít thở, mình ngậm miệng lại, tôi thấy con có cá, mình ngậm miệng lại, thả lỏng đầu cổ, hít sâu vào là dùng hai cái khuỷu tay nào, nâng đầu lên nào, nâng đầu lên, từ từ hạ lưng, hạ đầu, hạ cổ xuống nào, con đi ra nào, nghiêng mông trái phải ra, thả lỏng tay ra, hít thở đều, thư giãn ở đây. Hít sâu vào nào, nhấn lưng xuống sàn, lưng rưỡi xuống sàn nào, thả lỏng ra nào, nghiêng đầu qua phải, về giữa, qua trái,
Đây để cho con em nó dậy mà. Thời gian còn nhiều quá, cô Thả Dung. lỏng ra. Cô Dung bonus thêm cái bài chuỗi bờ lanh đi. Mời cả lớp đứng lên. Chống mình lên. Chống mình lên. Mặt. Vào chớp mặt đi nào. Bám chặt tay chân, đạp gót xuống, đẩy căng đỉnh mông lên, xích bụng lại, thở ra. Thở ra rút rốn lên, siết chặt cơ bụng, thở ra. Hít sâu vào, trường vai tới, tấm ván cao. Bò lên, siết cơ bụng lại. Chắc người lại vân, duỗi cổ ra vân, duỗi cổ đừng ngẩng đầu. À, em tập em siết cơ lại vân, nhìn em lỏng lẻo cơ lắm, chắc lại nó mới siết mở lại. Đẩy hông lên, cúi xuống thở ra. Hai, hít sâu vào, trường tới, rút rốn chắc cơ bụng lại. Đẩy cái vai vừa trên cổ tay. Đẩy mông lên, thở ra. Ba, trường vai tới, chắc cả người lại, rút rốn, siết bụng. Tất cả lực mình dồn về cơ bụng, và phát lực ở bụng, là mình sẽ không có bị mỏi tay. Đẩy mông lên, thở ra. Bốn, trường lên, hít sâu, hít vào nhưng mà chắc cái cơ bụng lại, không lỏng bụng. Siết cơ bụng dưới lên, quá chắc lại. Thở ra, để cao đỉnh mông lên. Năm, trường lên, hít vào, toàn thân thẳng. Thở ra. Sáu, trường lên, hít sâu. Thở ra, rút rốn, chớp mặt thở ra. Bảy, hít sâu, trường lên. Chắc cả người, rút rốn lên, không võng thắt lưng, Vân ơi, võng thắt lưng rồi. Đừng có gồng vô thắt lưng, chắc cơ bụng siết lên. Cột sống thẳng chứ nếu không đau lưng đó. Thở ra. Tám, hít lên. Chắc cơ bụng lên. Thở ra. Khi chuyển động tất cả đều, siết cơ bụng dùng lực ở bụng. Chín, trường lên. Thở ra. 10, trường lên, xiết sâu cơ bụng lại giữ nào. 10, 9, tấm ván cao. 7, 6, nghe bụng rung lên á, chứ không phải đau lưng hay mỏi tay gì đâu. À, chắc cơ bụng lại. 5, 4, 3, 2, con ngang cẳng tay phải lại. À, bàn tay phải chạm vào cổ tay bên trái. À, quỷ tay ngay dưới tay, lật tay trái lên, xích bụng thở ra. Mình kéo căng tay trái qua đầu luôn nè, chồng chân trái lên chân phải, chắc cả người xích sau thở. Co cẳng tay trái đỡ bền, xích bụng thở ra, kéo căng tay phải qua đầu, quay ngang cái cẳng tay qua luôn ý, quay ngang qua nó mới vững vàng. Quay ngang qua, cho tay mình góc vuông, tay chống góc vuông xuống. Co tay phải nè, co ngang lại. Đó, bàn tay chạm vô khuỷu tay bên kia, co tay phải đổi bên. Mở tay trái lên, kéo căng tay qua đầu, xiết bụng lại thở ra. Hít sâu vào, đổi bên, thở ra. Gồng chắc bụng lên đi nào, vắt mở. Bốn, hít sâu vào, lật tay trái lên, thở ra, kéo căng liên sườn trái, đẩy hông phải lên, rút rốn về thắt lưng. Hít sâu vào, đổi bên, thở ra. Đẩy hông lên. Hít sâu vào, năm, thở ra. Hít sâu vào,
Đổi thở sàm, cố lên, cố lên, đẩy căng hông lên siết lại, hít sâu vào, bảy thở sàm. Đấy, sâu vào, đổi thở sàm. Đẩy hông lên, hít sâu vào, tám thở sàm. Đấy, sâu vào, đổi thở sàm. Đấy, sâu vào, chín thở sàm. Hít sâu vào, đổi thở sàm. Hít sâu vào, lần cuối nào, kéo căng tay trái qua đầu, siết hông đẩy lên, rút rốn chắc vào, thở sàm. 5, 4, 3, 2, 1. Hít sâu vào, đổi thở xa, kéo căng siết hông giữ. 5, đúng rồi, giỏi bần, cố lên siết hông. 4, 3, 2, 1. Tiếp tục trở về tấm ván thấp, hai bàn tay đang chặt lại, hai bàn tay đang chặt chống hai cẳng tay, siết bụng lại, đẩy cao hông lên, chằng vai xuống, chằng vai xuống, đẩy mông lên, chằng vai, siết bụng, thở xa. Trường vai tới, hít vào. 2, thở ra, đẩy căng mông lên và chằng tay, chằng vai xuống nào. Chằng vai, ép căng lồng ngực để vừa mở vai, mở lưng và tập cơ bụng, cơ mông. Trường lên, hít sâu. 3, thở ra, rút rốn, chắc cơ bụng lại. Hạ hai cẳng tay xuống ý, chống hai cẳng tay, đan hai bàn tay lại. Trường vai tới, hít sâu. 4, thở ra, đẩy cao hông lên, hạ hai cẳng tay xuống, tấm ván thấp, từ tấm ván thấp mình đẩy cá heo, cái này là đẩy cá heo. Trường tới, hít sâu. 5, thở ra, đẩy cao mông lên, xiết bụng lại, thở ra, chắc cơ mông, cơ bụng, cơ đùi, bóp tay, đang tập bóp tay, tập mở nắp tay, tập rãnh lưng. Trường tới, hít sâu. 6, thở ra, hít sâu. Trường tới, 7, thở ra, tất cả gồng vô bụng, không gồng vô thắt lưng. 8, hít sâu. Trường tới, đẩy mông lên, thở ra. Trường tới, 9, hít sâu. Đẩy mông lên, thở ra, siết chắc cơ bụng lại nào, chằng vào, bóp tay, mở vai. Trường tới, hít sâu. Đẩy mông lên, thở ra, rút rốn, siết chắc cơ bụng lại, thở. Chằng tay, chằng vai, chằng lưng, siết sâu, từ bóp chân. À, cơ đùi sau, cơ mông, cơ lưng. 5, 4, 3, 2, một. Trường tới, hít sâu, thẳng người, ở tấm ván thấp đi nào, cố lên, bắt đầu vắt mở hai bên liên sườn. À, vắt mở nè, ép mông qua phải, thở ra, trở về giữa, hít sâu, qua trái, ép xiết cơ bụng lại, thở ra, thẳng gối ra, về giữa, phải, thở ra, qua trái, thở sàm, qua phải, thở sàm, đổi trái, thở ra, siết eo lại. 4, ép phải, thở, đổi trái, thở. 5, ép phải, thở. Bắt đầu môi ton 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 xuống sàn, về giữa, ép trái, thở, xí sau, thở, thả lỏng cơ mặt ra, bình thản lên, về giữa, ép phải, thở,
Đổi trái thở. Sáu phải thở. Ép trái thở. Cố lên. Hít thở đều, cố lên bằng lời. Về giữa bảy, ép phải thở. Ép trái thở. Tám, ép phải thở. Ép trái thở. Chín, ép phải thở. Đổi trái thở. 10, ép phải xích sâu thở giữ nào. 5, 4, 3, 2, 1, hít sâu. Ép trái thở xích sâu. 5, 4, 3, 2, 1, về giữa hít sâu. Hạ đầu gối xuống. Để cao đỉnh mông lên. Chằng tay chằng vai ép ngực cằm xuống thở ra. Chằng tay chằng vai xuống đi nào. Đẩy cao đỉnh mông lên. Duỗi căng giãn lưng. Căng giãn hai cánh tay. Xếp cơ bụng lại. Hít thở đều. Ép ngực cằm xuống. Rút rốn chắc cơ bụng. Ép vai xuống. Chằng vai để mở vai, duỗi căng hai cánh tay, duỗi dài lưng, hít thở đều đi nào. Từ từ duỗi mũi chân. Lôi người người về mông chạm gót thở sầm. Mở đầu gối ra, mở gót chân ra cho mông lọt sàn. Mông lọt sàn luôn, bụng lọt giữa hai đùi. Cuộn từng đốt sóng lên à, mông lọt sàn. Duỗi căng mũi bàn chân ra, vươn tay lên hít sâu vào. Gập xuống. Mông vẫn lọt sàn, gập người xuống, cuộn xuống, cuộn xuống, thở sàn. Trán mũi chạm sàn. Và cuộn từng đốt sóng nè, lưng lên trước, thả lỏng tay vai, đầu lên sau cùng. Rồi vươn hai tay lên, hít sâu vào. Gập người xuống, cuộn lưng xuống, thở sàn. Mình thả lỏng này, thả lỏng tay vai, toàn thân. Cuộn lưng lên, hít sâu vào, vuông tay lên. Và cuộn lưng xuống, thở sâm. Hai lần nữa, cuộn lưng lên, hít sâu vào. Cuộn xuống, thở sâm. Thắt bụng lại, đẩy hết hơi ra. Lần nữa, cuộn lên, hít sâu vào. Cuộn xuống, thở sâm. Từ từ, cuộn từng đốt sóng mà lên. Duỗi hai chân về trước, thả lỏng ra. Rung lắc hai chân. Co gối vào, ôm gối vào, lăn lưng, massage lưng. Hạ đầu, lăn phải trái. Nâng tay chân lên, rung 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 rung, thả lỏng ra, thả lỏng cơ kỹ ra là mình sẽ không bị đau mỏi cơ. Rơi tự do, chậm chậm xoay mặt qua phải, xoay qua trái, trả về giữa, duỗi thẳng cổ cầm hướng vào ngực,
thớp bụng ép sát thắt lưng xuống, buông lỏng ra, thư giãn thả lỏng thật sâu từ ngón chân cho đến đỉnh đầu. Hãy nằm ở tư thế thật là thoải mái và từ từ khép mắt lại. Bắt đầu để cho toàn bộ cơ thể được thả lỏng. Quay lại với hơi thở và cảm nhận hơi thở đang đi vào và đi ra. Hãy cảm nhận sự mát mẻ ở sống mũi khi hơi thở vào ra. Bắt đầu thả lỏng toàn bộ đỉnh đầu để cho sự thư giãn massage toàn bộ vùng đỉnh đầu, thả lỏng lông mày, thả lỏng vùng trán, thả lỏng toàn bộ vùng mũi, hai má, vùng miệng và toàn bộ khuôn mặt. Hãy để cho sự thư giãn lan xuống vùng gáy và sự thư giãn lan tỏa ra vùng vai, vùng bắp tay, cánh tay, bàn tay và các ngón tay. Tiếp tục thả lỏng toàn bộ vùng ngực, cột sống lưng, thư giãn vùng bụng. Hãy cảm nhận khi bụng phồng lên và xẹp xuống, thả lỏng vùng eo, vùng hông và lan dần sự thư giãn xuống hai đùi, vùng gối. Thả lỏng cẳng chân để cho bàn chân thư giãn. Và thả lỏng từng ngón chân. Toàn bộ cơ thể lúc này hoàn toàn được thư giãn và thả lỏng. Thần kinh cũng đang được thư giãn, từ từ chìm sâu vào giấc ngủ bình yên và thư thái.
nhúc nhích các ngón tay, ngón chân, bàn tay, bàn chân, đánh thức cơ thể. Hai tay đan lại, vươn qua khỏi đầu, duỗi căng từ ngón tay cho đến ngón chân. Từ từ co chân trái chống xuống sàn, co tay phải đỡ đầu nằm nghiêng người qua phải. Từ từ co hai gối, hai tay chống xuống, đỡ người ngồi lên. Đưa hai tay lên massage cổ, vai, tay, vỗ nhẹ vào hai tay. Đưa hai tay massage hai chân, vỗ nhẹ vào hai chân. Tiếp tục đưa hai tay nắm hai bàn tay lại, đưa lưng bàn tay áp vào hai quả thận, massage hai quả thận. Mời cả lớp nghỉ tại đây. Cảm ơn cả lớp đã tập cùng cô Dung. Chúc cả lớp của chúng ta luôn luôn khỏe, trẻ, đẹp, tích cực. Hẹn gặp cả lớp vào buổi tập tiếp theo. Bây giờ cô Dung xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn hai bạn tạo điều kiện cho bạn Yến thực tập. Bạn Yến hô hai Cảm bạn ơn hai bạn. được không? Vâng, với Nghe Tiên anh tập không? được không? Yến hô nghe tập được không? Tắt mic rồi. Hai bạn tắt mic. Đang mở lên, mở lên. Mở lên đây. Dạ. Dạ được cô Dung ạ. Cảm ơn em. Tiên Dạ, sao cảm Tiên? ơn nhé. Chị mới dạy rồi em thấy được mà. Hơi hơi bị trái giáo án. Hơi chơi giáo án. Nhìn thấy còn hai chục phút mà hết bài rồi. Tại vì là dạy buổi đầu rồi không không nhớ đâu. Không cân đối thời gian được. Đầu không gấp là ok. Mới buổi đầu tiên thông cảm. Thỉnh thoảng cho mới có kinh nghiệm thỉnh được. Thỉnh thoảng cho xin vào một buổi dạy.